trở lại với channel của toplist.vn, Cửa Lò Nghệ An là điểm du lịch thanh bình và đẹp đẽ cho du khách muốn nghỉ chân với chi phí thấp. Biển Cửa Lò không chỉ được nhớ đến bởi vẻ êm dịu, hiền hòa mà còn khiến cho du khách lưu luyến bởi những món hải sản tươi sống, hấp dẫn nhất. Ngay bây giờ hãy cùng toplist điểm tên những quán hải sản ngon nhất và rẻ nhất tại đây. Top 1 nhà hàng hải sản 38 Cửa Hội. Nằm ở vị trí đắc địa ở mặt đường Bình Minh, đối diện Vinpearl Cửa Hội Cửa Lò, nhà hàng hải sản 38 Cửa Hội là một địa chỉ quen thuộc đối với du khách gần xa. Với tiêu chí mang lại cho khách hàng những món ăn ngon bổ rẻ, nhà hàng hải sản 38 Cửa Hội cam kết sẽ phục vụ những món ăn ngon miệng và đảm bảo an toàn thực phẩm nhất đến với khách hàng. Nhà hàng được thiết kế theo dạng nhà chòi vô cùng thoáng mát và cũng rất ấn tượng với du khách khi ghé đến. Đặc biệt, nguồn hải sản được nhập từ ngư dân Nghi Xuân, Hà Tĩnh vô cùng tươi ngon và đảm bảo chất lượng. Tại nhà hàng Hải sản 38 Cửa Hội, quý khách hàng có thể đến tận bể chọn những con cua, ghẹ, tôm tươi sống mà mình ưng ý nhất và yêu cầu đầu bếp chế biến thành những món ăn thơm ngon, hấp dẫn. Bên cạnh đó, một số món ăn được đánh giá là ngon nhất của nhà hàng như lẩu hải sản, súp hải sản, mực tươi chiên giòn và có thể khiến bạn sẽ phải xuýt xoa khi nếm thử. Một điều đặc biệt khác của nhà hàng hải sản 38 Cửa Hội đó chính là khu vui chơi dành cho các bé với rất nhiều trò chơi hấp dẫn, bổ ích như cầu trượt, xích đu, bể bóng tại không gian vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Chính vì thế, nhà hàng hải sản 38 Cửa Hội thực sự là một địa chỉ đáng cân nhắc nếu bạn muốn thưởng thức hải sản tươi ngon. Địa chỉ đối diện Vinpearl Cửa Hội, Cửa Lò, Nghệ An, số điện thoại liên hệ 0389 578 696 hoặc 0989 138 466. Top 2 nhà hàng Hành Hiệp. Đối với những thực khách sành ăn hải sản ở thị xã Cửa Lò thì chắc chắn đã từng ghé đến nhà hàng Hành Hiệp. Với kinh nghiệm 20 năm phục vụ, nhà hàng cam kết mang đến cho khách hàng những món ăn được chế biến thơm ngon và hấp dẫn nhất. Ngoài ra, giá cả các món ăn ở nhà hàng Hành Hiệp cũng rất bình dân và được niêm yết sẵn trên menu. Vì vậy, bạn an toàn yên tâm khi ăn và không cần lo lắng về vấn đề chặt chém khách. Đội ngũ phục vụ tại quán cũng rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Các món ăn được đưa lên tận bàn mà bạn không cần phải chờ đợi quá lâu. Đặc biệt, món tôm tiết rang me chính là bestseller của quán mà bạn nên thử khi ghé đến Hành Hiệp. Mặc dù giá cả khá hắt rẻ so với mặt bằng chung, nhưng thực tế không vì thế mà khẩu phần món ăn của bạn giảm đi. Tất cả các món được phục vụ tại nhà hàng đều mang tiêu chí ngon bổ rẻ và chất lượng. Với mong muốn giúp khách hàng có những bữa ăn hải sản no say khi đến với biển Cửa Lò, còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay Hành Hiệp để thưởng thức hải sản. Địa chỉ tại 175 Phạm Huy, Cửa Lò, Nghệ An, số điện thoại liên hệ 0945 410 928. Top 3 nhà hàng muối ớt. Nhà hàng muối ớt là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất khu vực Cửa Lò. Ở đây đặc biệt bởi nguồn nguyên liệu đầu vào vô cùng đa dạng, phong phú và tươi giói như các loại cá, tôm, cua, mực. Không chỉ đa dạng về nguyên vật liệu, nhà hàng muối ớt còn có thực đơn và các món ăn rất hấp dẫn và phong phú. Đặc biệt, chủ của nhà hàng chính là bếp trưởng từ khách sạn Mường Thanh đã đi từ Bắc chí Nam để đưa hương vị chuẩn nhất của mỗi vùng miền về tới nhà hàng. Bên cạnh đó, đỉnh cao hương vị của nhà hàng nằm ở các loại nước chấm hải sản vô cùng đậm vị và đưa miệng. Một miếng mực hay một miếng cá tươi giói hòa quyện cùng chén nước chấm sền sệt, đậm đà sẽ khiến thực khách nhớ mãi không quên. Một điều đặc biệt khác của nhà hàng muối ớt so với các nhà hàng hải sản khác đó là tại đây còn phục vụ thêm nhiều món đặc sản như gà đồi nướng và thịt heo quay. Chính vì vậy, nếu bạn muốn có một bữa ăn đa dạng các món từ biển tới núi rừng thì muối ớt chính là sự lựa chọn tối ưu nhất tại Cửa Lò. Địa chỉ tại 235 Mai Thúc Loan, Cửa Lò, Nghệ An, số điện thoại 0982 411 515. Top 4 nhà hàng gió biển. Nói đến hải sản tươi sống ngon nhất thị xã Cửa Lò thì chắc chắn nhà hàng gió biển là địa điểm bạn nên ghé thử. Đây là một địa chỉ đáng tin cậy khi nâng tầm thức ăn bằng nguồn đầu vào tươi sống, ít phải chế biến nhiều mà vẫn giữ được hương vị của món ăn và cả phong vị của người thưởng thức. Có lẽ chính vì vậy mà khách hàng khi ăn các món ăn được làm từ hải sản tại gió biển sẽ cảm nhận được hương vị tươi ngon và nguyên vẹn nhất. Không chỉ là địa điểm ăn uống, nhà hàng cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu và giải trí. Ngoài đồ ăn ngon, không gian đẹp và thoáng, nhân viên nhiệt tình và thân thiện, gió biển còn trang bị thêm âm thanh sôi động cho những bữa ăn thêm phần thú vị hơn. Với sự uy tín và chất lượng của mình, nhà hàng gió biển luôn là địa chỉ đắt khách tại thị xã Cửa Lò. Tuy nhiên, vào những giờ cao điểm thì nhà hàng khá đông đúc và tấp nập, thỉnh thoảng còn bị thiếu chỗ.
Cũng chính vì vậy mà các bạn hãy đặt bàn sớm để có thể thoải mái thưởng thức những bữa ăn ngon tại nhà hàng. Địa chỉ tại 252 Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An. Số điện thoại 0981 810 335. Top 5 nhà hàng Lâm Lương. Nhà hàng Lâm Lương 67 là địa điểm mà bạn có thể cân nhắc khi ghé đến Cửa Lò, Nghệ An. Đây là một nhà hàng mang phong cách khá bình dân và giản dị. Mặc dù vậy, chất lượng của các món ăn ở đây không cần phải bàn cãi. Nguyên liệu đầu vào chủ yếu đến từ nguồn hải sản biển tự nhiên ngay cửa lò. Vì vậy nên các món ăn ở đây vô cùng phong phú và tươi ngon, giữ nguyên hương vị. Nhà hàng Lâm Lương 67 Cửa Lò có view đối diện biển, vì thế bạn có thể vừa thưởng thức các món hải sản thơm ngon, vừa có thể hít thở không khí trong lành, mát mẻ của gió biển. Bên cạnh đó, chỗ để xe thoáng mát cũng là điểm cộng lớn cho khách hàng. Tuy chỉ là một nhà hàng bình dân, nhưng Lâm Lương 67 Cửa Lò có không gian khá rộng rãi với sức chứa lên đến 300 người. Có phòng ăn lạnh và cả vườn dừa mát mẻ. Bên cạnh đó, ở đối diện nhà hàng còn có một khu vui chơi thu nhỏ dành cho trẻ em, nên rất phù hợp với các gia đình có con nhỏ. Địa chỉ tại 212 Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An. Số điện thoại liên hệ 0946 232 242 hoặc 0984 878 988. Bạn vừa xem xong video top 5 quán ăn nhà hàng hải sản ngon nhất tại Cửa Lò. Hy vọng rằng với những quán ăn nhà hàng hải sản mà Top List đã giới thiệu ở trên có thể giúp bạn có được những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại Cửa Lò. Nếu đã từng đến đây, hãy chia sẻ cho chúng mình những quán hải sản ngon mà bạn đã từng thưởng thức. Đừng quên đăng ký kênh để xem video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!